Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì trước hết người hiện ra với Maria Magdalena, kẻ đã được Chúa đuổi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng ở với người và nay đang buồn thảm khóc lóc. Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà đã thấy người, nhưng họ không tin. Sau đó, Chúa lại hiện ra dưới hình thức khác với hai môn đệ trên đường về Emmaus. Trên đường về miền quê, hai ông trở về báo tin cho anh em, nhưng họ cũng không tin các ông ấy. Sau hết, Chúa hiện ra với 11 tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng vì các ông không tin những kẻ đã thấy người sống lại. Rồi người phán: các con hãy đi khắp thế gian rao giảng tin mừng cho muôn loài. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, bài tin mừng hôm nay là bài tin mừng của Thánh Marco. Ngài tường thuật lại một số lần Chúa đã hiện ra. Đầu tiên là Chúa hiện ra với bà Maria Magdalena. Rồi bà này quay trở về kể lại cho các tông đồ những cảm nghiệm mình đã gặp thấy Chúa, loan báo cái tin mừng phục sinh cho các tông đồ. Thế nhưng các tông đồ không tin. Chúng ta thấy ở trong đây có những lần Thánh Marco nói sau một cái biến cố đó, các tông đồ không tin, không tin người khác kể lại là Chúa đã sống lại. Rồi lần thứ hai, Chúa hiện ra và đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus. Sau khi cắt nghĩa thánh kinh cho các ông hiểu, rồi sau khi cùng đồng bàn với các ông đã nhận ra chính là Chúa phục sinh. Cho nên các ông quay trở lại để loan báo cái tin mừng này cho các tông đồ. Thế nhưng các tông đồ cũng không tin. Rồi lần thứ ba trong cái bài tin mừng này, Thánh Marco tường thuật lại là Chúa hiện ra luôn với 11 tông đồ, nói rõ ràng với 11 tông đồ ở giữa các ông, rồi cắt nghĩa thánh kinh, rồi trấn an các ông, và nhờ đó các ông mới tin. Kính thưa quý ông bà anh chị em, không dễ tin. Đức tin cần phải có một cái sự kiểm chứng thì đức tin nó mới vững vàng. Và sau những lần Chúa hiện ra, và chúng ta thấy không phải các tông đồ nghe nói người ta kể lại là tin ngay, không có. Nhưng mà cái mấu chốt là được Chúa, chính Chúa hiện ra, các ngài được cảm nghiệm thấy Chúa sống lại. Và thấy Chúa sống lại vẫn chưa đủ. Qua cái việc Chúa sống lại, rồi chính Chúa cắt nghĩa thánh kinh cho các ông, và các ông nhận ra thực sự, và nhờ đó mà các ông mới tin. Thế thì đây cũng là một cái bài học cho mỗi người chúng ta. Có thể là chúng ta nghe người này người kia kể về chuyện này chuyện kia, về một ai đó, về một cái người nào đó, thế thì chúng ta khoan hẵng tin. Nhiều khi chúng ta dễ tin lắm, ai kể gì chúng ta cũng tin hết. Xong rồi chúng ta chưa biết thực hư cái chuyện nó như thế nào, rồi chúng ta đi kể cho một người khác y như thật, và rồi chúng ta lại thêm thắt vào cho cái câu chuyện của mình kể nó ly kỳ hơn, cho cái người kia dễ tin mình hơn. Và như vậy nhiều khi chúng ta chưa biết cái việc đó đúng như thế nào, thà đúng thì nó không sao, nhưng mà nhiều khi chúng ta kể nó không đúng, và rồi thêm thắt nó ly kỳ thêm, và rồi nó sẽ gây nguy hại cho cái người khác. Chúng ta thấy cái chuyện này cũng xảy ra nhiều rồi. Cho nên tại sao Việt Nam chúng ta có cái câu gọi là tam sao thất bổn là như vậy. Qua tai người này tới tai người khác, tự nhiên là nó sai lạc đi. Cho nên chúng ta hết sức thận trọng, để rồi chúng ta kiểm chứng. Và cái cách tốt nhất là chúng ta cần kiểm chứng qua nhiều người.
nhiều phương diện để chúng ta có một cái nhìn đầy đủ nhất. Thế thì trên mạng nó có một cái hình để nó nói lên một cái việc này, là hai cái anh chàng, anh nhìn vào, anh bên đây nhìn là thấy có một cái số gọi là số 6, thì anh bên này đứng đầu bên này thì thấy là cái số 6, anh bên này nhìn thấy là số 9. Thì mỗi anh nhìn thấy một cái khía cạnh thôi, không thấy được toàn bộ. Cho nên anh này nói là anh này sai, anh kia nói anh kia sai. Nhưng mà thực ra mỗi một cái phía này thì nhìn nó khác nhau. Quý ông bà anh chị em cũng vậy, chúng ta về chúng ta thử phải không? Bên đầu này thì chúng ta thấy nó là số 9, bên đầu này thấy là số 6. Hai người cãi nhau bởi vì mỗi người chỉ nhìn thấy một cái khía cạnh, một mặt thôi, không nhìn thấy toàn diện của cái số đấy. Cho nên cãi nhau. Nhưng mà cái người khác, người ta vô, người ta nhìn, chỉ hai ông ra đây nhìn lại, hai ông cùng đứng về một phía rồi xem, rồi ông này qua ông kia, đứng với phía ông kia xem, thì nó sẽ khác đi. Đứng từ nhiều phía chúng ta nhìn cái vấn đề thì cái vấn đề nó sẽ đầy đủ hơn. Đó là một cái bài học cho mỗi người chúng ta. Rồi trên mạng bây giờ chúng ta thấy, rồi chung quanh chúng ta thấy, rồi trên báo đài chúng ta thấy, có nhiều chuyện lắm. Nhưng mà cứ không phải chuyện gì người ta nói ra là mình tin ngay. Mình cần phải kiểm chứng, cần phải đứng ở nhiều cái phương diện để rồi chúng ta kiểm chứng đó thực sự hay không. Nhiều khi mình xét đoán, mình kết oán ai cho kết án sai cho một cái người nào đó, tội người ta lắm. Cho nên chúng ta hết sức thận trọng. Chúng ta học, có thể là cái sự cứng lòng của các tông đồ nó là một cái điều gì đó ngăn cản để hiểu cái sự phục sinh của Chúa. Thế nhưng nó cũng là một cái điều tốt. Chúng ta thấy nó cũng là một cái điều tốt. Bởi vì không chỉ nhìn thấy, không chỉ nghe ta kể lại mà thôi, không chỉ nghe tin đồn mà thôi, mà cần phải được kiểm chứng thực sự. Rồi qua việc cắt nghĩa, tìm hiểu thánh kinh nữa, rồi qua cái chứng cứ mình nhìn thấy, mình cảm nghiệm thực sự, thì mình mới dám sống chết cho tin mừng phục sinh, loan báo tin mừng phục sinh cho người khác. Và các tông đồ đã cảm nghiệm, đã cùng ở với Chúa, đã cùng ăn uống với Ngài, đã cùng hiện diện với Ngài, đã được cắt nghĩa thánh kinh để hiểu lại những gì mà các ông đã từng nghe, từng loan báo. Và chính vì vậy mà các tông đồ chúng ta thấy dám chết cho tin mừng phục sinh, dám ra đi, chịu bắt bớ, chịu sỉ nhục, chịu làm khó người khác, làm khó dễ. Nhưng mà tất cả các đấy, tất cả những cái điều khó đấy các ngài đều vượt qua được hết, là bởi vì các ngài đã xác tín là Chúa đã sống lại thật. Cho nên chúng ta thấy ngay từ đầu tuần đó, cha đã chia sẻ với quý ông bà anh chị em, cái ngôi mộ trống chỉ là một cái khởi đầu thôi, một cái dấu chỉ bên ngoài khởi đầu thôi. Nhưng mà những lần Chúa hiện ra thực sự, hiện ra với các tông đồ, đó là những cái lần mà minh chứng để Chúa sống lại. Đó là những cái dấu chứng để Chúa sống lại, chứ không phải là chỉ ngôi mộ trống mà thôi. Và đó là cái niềm tin mà các tông đồ đã cảm nghiệm được. Và rồi chúng ta thấy các tông đồ đã chết, đã tử đạo vì cái niềm tin phục sinh, loan báo tin mừng phục sinh cho mọi loài. Và cuối cái bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy cái lận truyền của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ khi các ngài cảm nghiệm được Chúa phục sinh đó, đó là các con hãy đi khắp nơi, hãy loan báo tin mừng, hãy rao giảng tin mừng cho muôn loài, cho muôn loài, cho mọi người ở mọi nơi, chứ không chỉ có dành cho một cái phía này hay là một cái phía kia, hay là cho cái cục bộ này, không có, nhưng mà cho tất cả, để tin mừng đấy có thể được lan tỏa cho tất cả mọi người khắp mọi nơi, cho muôn loài thụ tạo. Đó là cái lận truyền của Chúa. Cho nên chúng ta thấy các tông đồ ngày xưa không có ngại khó ngại khổ, dấn thân đi hết chỗ này tới chỗ kia để loan báo cái tin mừng phục sinh đó. Và cho dù bị cấm, bị bắt hại, nhưng mà các ngài vẫn loan báo tin mừng, vì đó là thấy bổn phận. Các ngài nhìn thấy cái bổn phận của mình qua cái lận truyền này của Chúa. Và Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta cảm nghiệm được rồi, chúng ta sống được rồi, có Chúa trong mình rồi, thì chính chúng ta cũng hãy đi loan tin, hãy loan báo, hãy tỏa lan cái tin mừng phục sinh của Chúa cho anh chị em của mình, để rồi chính chúng ta được ơn cứu độ mà người khác
cũng được hưởng cái ơn đấy. Cho nên là chúng ta thấy là tại sao chúng ta có mặt ở đây là bởi vì có những tông đồ nhiệt thành đã dám ra đi. Có các thừa sai từ bên Pháp rồi Tây Ban Nha rồi bên Ý đi qua cái vùng châu Á của mình, đi vào vùng châu Phi, tới tất cả mọi nơi. Tất cả những cái nơi nào khó khăn nhất đều các ngài đều đến, đến để mà loan báo cái tin mừng đó. Đó là cái điều tuyệt vời, cái dấn thân của các ngài, mà chúng ta hãy noi gương bắt chước các ngài. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta kiểm chứng và củng cố đức tin của mình qua việc tìm hiểu Thánh Kinh. Qua Thánh Kinh chúng ta được cảm nghiệm rõ hơn về cái sự phục sinh của Chúa, để chính chúng ta cũng trở nên những chứng nhân của tin mừng phục sinh cho anh chị em của mình.